Kính thưa nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội, bà Nguyễn Thị Hằng. Kính thưa Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Công tác xã hội, Tổng Giám đốc Trung tâm Viện Y đạo Quốc tế, Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phùng Quân Châu. Kính thưa Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Công tác xã hội, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Viện Y đạo Quốc tế tại Hà Nội, bà Trần Lan Anh. Kính thưa quý vị khách quý, hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào khi được đại diện Trung tâm Viện Y đạo Quốc tế chi nhánh Hà Nội nhận quyết định khen thưởng của Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam. Ghi nhận trung tâm là hội viên đã có nhiều đóng góp trong công tác xã hội và phát triển hội viên năm 2016-2017. Lời đầu tiên, tôi xin được thay mặt ban lãnh đạo và cán bộ trực thuộc trung tâm xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bà Chủ tịch Hiệp hội đã luôn nhiệt thành ủng hộ và giúp đỡ trung tâm trong suốt thời gian qua. Là một thành viên của Hiệp hội, chúng tôi xin hứa sẽ luôn cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng và trọng trách mà Hiệp hội đã giao. Kính thưa quý vị, cách đây 2 năm vào ngày 25 tháng 8 năm 2015, giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu đã thành lập Hội quán Diện trần Bùi Quốc Châu và tròn 1 năm vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 thành lập chi nhánh Trung tâm Viện Y đạo Quốc tế tại Hà Nội. Vượt qua những khó khăn thử thách bước đầu, chi nhánh và trung và hội quán đã từng bước thúc đẩy phong trào ứng dụng diện trần tới nhiều tầng lớp người dân, nhất là đối với tầng lớp người cao tuổi, sinh viên, học sinh, trẻ nhỏ, tu sĩ và những đối tượng yếu thế cần sự trợ giúp trong xã hội như người tàn tật, người khiếm thị, người nhiễm HIV, vân vân. Hội quán cũng là nơi gắn kết, chia sẻ giữa những người thầy diện trần ở các thế hệ, giúp cho các học viên hiểu thêm từ tâm ngôn, tư tưởng, mục đích của Viện Y đạo. Với mục tiêu cao đẹp, giúp cho mỗi người học và hành diện trần được hoàn thiện cả về mặt thể chất lẫn tinh thần và ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhờ những việc làm đầy tính thuyết phục và cống hiến cho xã hội, ngày 29 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Viện Y đạo Quốc tế có trụ sở chính tại 16 Kinh Con, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cùng với chi nhánh tại Hà Nội đã được công nhận và trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam. Trong suốt một năm qua, trung tâm đã luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực để từng bước đưa diện trần và các bộ môn hướng dẫn tự chăm sóc sức khỏe đến với người dân. Trung tâm đã tổ chức nhiều chuyến đi thiện nguyện tới các bà con vùng sâu vùng xa Hà Nội, các vùng giáo xứ, các bà con nông thôn. Các lớp học về công tác xã hội cũng được trung tâm phối hợp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Công tác xã hội, các thầy cô ở các trường đại học về giảng dạy và bồi dưỡng cho cán bộ trong trung tâm và các anh chị em đang làm việc diện trần được trang bị thêm kỹ năng kiến thức tiếp cận với các đối tượng cần sự trợ giúp trong xã hội. Từ đó nâng cao hiệu quả trong việc tiếp cận và giúp đỡ các thân chủ. Trong một năm qua, trung tâm đã thúc đẩy phong trào diện trần phát triển sâu rộng cả về lượng và chất. Diện trần đã lan tỏa đến nhiều tầng lớp người dân, nhất là đối với các bạn trẻ và tầng lớp trí thức. Diện trần đã ngày càng chứng tỏ sự hữu hiệu trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các bạn thân mến, hôm nay cũng là dịp chúng ta tri ân đối với giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, Tổng giám đốc Trung tâm Viện Y đạo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Công tác xã hội, người đã dày công nghiên cứu lên những công trình nổi tiếng thế giới như diện trần điều khiển liệu pháp, âm dương khí công, ẩm thực dưỡng sinh, thai giáo Việt Nam, Viện massage, thể dục tự ý, chụp đôi thần kỳ. Người thầy đã dẫn dắt chúng ta qua 37 năm thăng trầm, vượt qua những khó khăn thử thách để đưa diện trần và các bộ môn của Viện Y đạo mang danh thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng về một tương lai không xa, y học dân tộc Việt, ngôn ngữ, văn hóa, tiếng nói, chữ viết của người Việt sẽ lan tỏa khắp nơi nơi. Được học trực tiếp với thầy là một vinh dự lớn đối với mỗi người. Rất nhiều học viên đã thay đổi cuộc đời, thay đổi tư duy, thay đổi số phận nhờ những kiến thức mà thầy đã trao tặng. Thầy cho mỗi người một hệ thống các công cụ chăm sóc sức khỏe hữu hiệu, đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả. Mỗi người đều có thể trở thành bác sĩ của chính mình chỉ sau một thời gian ngắn được tiếp cận đối với diện trần. Có sức khỏe là có tất cả. Có thể chất tốt là tiền đề để dẫn tới một tinh thần tốt. Thầy tặng cho mỗi người một tư duy sáng suốt. Tư duy ấy biến đổi và căn cứ vào tình hình thực tế, hiệu quả đến từ thực tiễn chứ không phải đến từ sách vở hay lý luận. Thầy cho chúng tôi biết rằng không phải cứ phải học qua trường lớp mới được gọi là học, mà trường học lớn nhất là trường đời. Phòng thí nghiệm lớn nhất đó chính là cuộc đời. Học rộng học nhiều không bằng nhận thức tốt và làm giỏi, đó mới là điều có giá trị. Thầy bồi đắp tâm hồn chúng tôi bằng tâm ngôn, bằng những thông điệp từ trái tim để chúng tôi hiểu rằng sự vận động của không gian, của thời gian, của mọi sự vật hiện tượng đều tuân theo những quy luật sẵn có. Từ đó chúng tôi có thêm vững tâm để vượt qua những khó khăn thử thách và có định hướng rõ ràng trong tương lai.
Thầy cho mỗi chúng tôi một ý tưởng sống vàng, đó là lý tưởng vì dân tộc, vì nhân loại mà phụng sự. Diện trần đã, đang và sẽ giúp con người giảm thiểu được nỗi đau bệnh tật. Diện trần cùng với các bộ môn của Việt Y Đạo góp phần xây dựng con người có tư tưởng lập trường vững chắc, có lối sống nó lành mạnh, có tư duy chặt chẽ, có tình yêu thương đồng loại. Biết yêu mình và yêu người, lý tưởng đó rất cần trong cuộc sống của ngày hôm nay. Lý tưởng đó rất cần cho những người thuộc thế hệ trẻ đang mang trong mình khát vọng sống, khát vọng được cống hiến những điều tốt đẹp nhất đối với quê hương đất nước. Với định hướng đúng đắn và những công cụ hữu hiệu như diện trần, chúng ta sẽ thành công và sẽ thực hiện được những lý tưởng cao đẹp. Qua rừng đi sẽ đến biển đảo. Với tư cách là một học viên, một người giảng viên diện trần, tôi rất hãnh diện vì đã được làm học trò của thầy. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, các thế hệ anh chị em đi trước đã không quản ngại vượt qua bao sóng gió để đưa con thuyền diện trần từ những ngày đầu đến với mọi tầng lớp xã hội để thúc đẩy diện trần phát triển đến ngày hôm nay. Tôi xin được dỡ lại câu nói của thầy Bùi Quốc Châu như lời chào và lời cảm ơn đến quý vị gặp khách quý đã hiện diện nơi đây. Hãy tiến lên phía trước vì đó là ánh dương và là sao bắt đầu đang chờ đón chúng ta. Tôi tự hào là con người diện trần. Xin được trân trọng cảm ơn. Vui, rất là hài lòng vì có một người học trò như là ngồi đã hiểu những tôi và đã biết nên những cái lời phát biểu như thế này để cho nhờ. Hai ngày khi tôi nói những câu mà anh ngồi với người đọc hết để tiến lên phía trước để ánh mặt trời là việc không bắt đầu. Thầy trò đứa nước mắt anh. Qua thầy trò của thầy. Là hai thầy trò đi khóc. Con xin được cảm ơn thầy ạ. Xin được cảm ơn tất cả các nhà. Xin cảm ơn bài phát biểu của thầy Vũ Văn Hội và giám đốc trung tâm.